Xin chào tất cả các bạn đến với online. Hôm nay chúng ta sẽ học bài tập chuyển ngón. Bài tập này sẽ giúp các bạn tránh cảm giác lạ lẫm khi các bạn di chuyển qua một vị trí nốt mới. Bỏ tay ở tư thế khác đi ha. Rồi các bạn nhìn vào tập bài tập ha. Thứ nhất, bỏ đúng vị trí nhé các bạn. Đúng phát ha. Di chuyển. Tiếp tục. Rồi tiếp. Rồi lui về lại. Đô si la son fa hai, si la son fa mi hai, la son fa mi re hai, son fa mi re đô hai. Các bạn cứ nhấc ngón tay lên thoải mái ha. Đô re mi fa son la, di chuyển. Re mi fa son la. Rồi các bạn mở tempo lên, chỉnh về nhịp 4/4 ha. Tempo khoảng 55. Hai tay gấp chung nè. Do re mi fa son hai, re mi fa son la hai, mi fa son la si hai, fa son la si đô hai, đô si la son fa hai, si la son fa mi hai, la son fa mi re hai, son fa mi re đô hai. Lặp lại. Đô re mi fa son hai, re mi fa son la hai, mi fa son la si hai, fa son la si đô hai, đô si la son fa hai, si la son fa mi hai, la son fa mi re hai, son fa mi re đô hai. Như vậy là hôm nay các bạn đã tập xong bài tập chuyển ngón. Các bạn nên tập đi tập lại. Đây là những bài tập mà thường ngày các bạn nên tập, cả những bài tập chuyển ngón lúc trước ha, để ngón tay của bạn di chuyển linh hoạt lưu loát. Chúc các bạn thành công.